Chúng ta có bao giờ thắc mắc rằng nếu như cái khoảnh khắc này mà chúng ta còn trong tâm tối, sinh tử đối với chúng ta còn mù mịt, thì lỡ như chúng ta thở ra chúng ta không hít vào nữa thì sao đây? Chúng ta ra đi trong cái tình trạng mù mịt này nó sẽ như thế nào? Chúng ta đi lên hay đi xuống? Chúng ta tốt hơn hay chúng ta xấu hơn? Chúng ta cuồng loạn khi bỏ tâm này hay chúng ta tỉnh táo? Chúng ta làm chủ nghiệp tập hay là bị nghiệp lôi? Mình phải coi lại mình một cách rất là chín chắn đó đi. Phải nghiệm xét thật kỹ, vì thời giờ không có đợi người. Rõ ràng thời giờ không có đợi ai á. Không có ai được quyền ưu tiên. Khi một ngày qua là không có ai được quyền thêm thọ mạng hết, mà là giảm một lần. Giống như cá cạn nước từ từ thật sự rồi. Chúng ta là những người mà đang ở trong một cái tình trạng xe đổ dốc và đức thắng rồi, không có dừng được. Chỉ có nước là tới cửa tử thôi, chứ không có nói là dừng nữa. Vì vậy là từ đây cho tới khi mà chúng ta đâm đầu vô một cái chỗ cuối cùng là tan thân mất cái mạng này, chứ chúng ta không còn dừng lại được. Nó là khoan khoan để tôi thắng lại, để tôi sống thêm, không có chuyện đó rồi á. Tất cả chúng ta đang ngồi trên một chiếc xe đang đổ dốc. Thọ mạng dần dần bị rút ngắn. Từng giây từng phút thọ mạng chúng ta bị rút ngắn. Chúng ta phải ý thức được điều này một cách rất rõ ràng, dù chúng ta là ai. Ông trời, bà trời nào đây nữa, mỗi một ngày qua cũng phải mất một phần thọ mạng. Hãy ý thức sâu điều này giùm, để thấy rằng cái việc mình cần phải làm là cái gì. Đừng bị mất thời gian nữa. Một cái chùa chiền dành hết tất cả thời gian cho mình tu tập. Mình thấy hồi ủa sao thì thấy tối tu có hai thời, tụng kinh thời, rảnh lắm. Ngồi nghiệm lỡ rảnh thiệt luôn á nha. Rảnh quá là đi nói dốc, rảnh quá là bài chuyện khác để làm. Chứ chưa bao giờ tôi thấy một người tu mà dành hết thời gian rảnh rỗi của mình để mình sống chết trong công phu. Chưa tìm ra người này. Không hiểu sao mấy thầy dư thời gian thiệt, mấy cô dư thời gian thiệt á nha. Nói riết thì nó mít lòng, nhưng mà không nói nghe trong lòng cũng khó chịu. Mỗi khi nhìn mỗi người mà lơ thơ lững thững đi, rồi ngơ ngơ ngáo ngáo, không có một cái sự chú tâm đi, rồi khi dấp té sức móng còn không hay nữa, ngồi xuống xích xoa thôi chứ cũng chưa biết tại sao mình phải dấp, mình xích cái móng giò của mình. Rõ ràng là mình không làm chủ trong từng bước đi một, không làm chủ trong từng hơi thở một, không làm chủ những cái ý niệm sanh khởi trong đầu của mình. Mình đã nói là người tu rồi mà những cái chuyện này mình bị thất thoát, gọi là bị thất niệm trong công phu, thì tu cái gì? Đợi gặp tôi hỏi tôi, thầy làm ơn thầy chỉ giùm con dùng cái pháp để con tu. Tôi cũng vậy, đôi khi tôi cũng chứng chứng, tôi nói tôi chỉ có chịu tu hay không cái đã rồi tôi chỉ, chứ là mất thời gian để tôi nói cho đã rồi về rồi dục đó chuyện thầy nói thầy nói. Nhưng mà tôi chưa có rảnh lắm, công chuyện gia đình tôi cũng nhiều chưa sắp xếp được. Trong chùa thì cũng chuyện của chúng cũng nhiều quá cho nên không có thời gian để tu tập. Thì nó có giỏi thì ngay tại đây mà tu, có giỏi thì đứng cái mảnh đất bình yên liền ngay khoảnh khắc này đi mới gọi là người thật tu. Chứ đừng nói chuyện xa xôi, đừng nói chuyện sắp tới, đừng nói chuyện trên trời, mà cái chuyện thực tại ngay tại đây và bây giờ. Tất cả chúng ta đang sống trong cái khoảnh khắc hiện tiền này, chúng ta phải sống làm sao để làm chủ tất cả mọi tình huống xảy ra nơi tâm thức cũng như nơi hoàn cảnh. Chúng ta không vì cái chuyện gì mà chúng ta bị động tâm. Chúng ta không vì bất kỳ một cái chuyện gì xảy ra mà chúng ta không đủ tỉnh giác, không đủ tỉnh sáng. Nếu chúng ta là người thật sự tu tập, từng khoảnh khắc một xảy ra ngay tại đây, chúng ta phải là một người hoàn toàn tỉnh táo, thoát ngoài nghiệp tập, làm chủ tất cả những cái tình huống. Thì đó mới là người thật tu. Đừng có nói chuyện tôi phải nhập định 5 năm, 10 năm gì cho thành dư, thành thừa. Nhập định mà buông ra trong mù mịt thì định đó chẳng có giá trị gì. Đó, cho nên nếu mà chúng ta là người thật sự muốn vượt thoát sinh tử luân hồi, thì phải thấy rõ và phải tranh thủ từng khoảnh khắc một. Mà hồi trước tôi nói cái chuyện tu chúng ta tranh thủ giống như là cái người mà đã bị dìm xuống nước. Bây giờ cái chuyện mà muốn ngôi cái đầu lên khỏi mặt nước, lấy một hơi để thở, tìm sự sống như thế nào đó, thì cái việc tu chúng ta cũng phải bất ngặt cỡ chừng đó.
thì hy vọng là chúng ta mới có thể phá vỡ sinh tử trong đời này. Còn bây giờ tôi thấy thảnh thơi lắm, chưa có ai có thể hiện được ánh mắt thực sự bất ngặt đối với sinh tử này. Quý vị không có thể tưởng tượng nổi cái phút giây mà chúng ta thiết tha trong sinh tử, giống như Ngô Thừa Ân diễn tả một con khỉ bị nhốt ở trong ngũ hành sơn như vậy. Hết mùi vị trần gian rồi, ăn như ăn hòn sắt nóng, uống như uống nước đồng sôi, không còn cái chuyện khác để làm, chỉ còn chuyện duy nhất phá vỡ cái sinh tử này. Và bị bất ngạch, cái diễn tả của Ngô Thừa Ân một cách rất là tuyệt vời là bị bất ngạch như là núi đè, và chỉ lắc lắc lú được cái đầu ra thôi, còn toàn thân vẫn bị đè, mà đè bằng núi đá chứ không phải đè bằng một cái gì nhẹ nhàng. Nếu mà chúng ta không thấy chúng ta bị nặng nề với cái thân ngũ uẩn này, chúng ta chưa ý thức rằng chúng ta bị vướng kẹt trong này không có cách để ra, chúng ta chưa thấy nổi điều này. Cho nên cái việc mà dùng dãy để lật đổ ngũ hành sơn của Ngô Thừa Ân là một bài học lớn cho tất cả chúng ta. Chúng ta phải dùng dãy thật sự ngay trong cái khoảnh khắc này. Chúng ta phải cảm giác rằng mình đang bị bức nghẹt thật sự trong sanh tử, chúng ta đang bị trói cột không có lối thoát. Và rõ ràng là khi chết chúng ta đi đâu, chúng ta về đâu? Mà một cái điều rất lạ như trong kinh Bát Nhã tôi nói rồi, bây giờ có lỡ bỏ cái sắc thân này đi, nó mới có bỏ được cái sắc quẩn thôi, thọ tưởng hành thức nó vẫn còn một sự đè nặng với chúng ta trong sanh tử, một sự trói cột thật sự không ai có thể thoát ra được cả. Phải ý thức sâu, thật sâu điều này dùm, không ai có khả năng để thoát. Và nếu như ngày nào mình chưa thoát thì ngày đó mình bị trói cột, ngày đó mình bị che chắn, ngày đó mình bị đè nặng, ngày đó mình bị bức bách, ngày đó mình bị khổ đau thật sự với thân ngũ uẩn này một lần đi. Chúng ta phải thử phát khởi cái tâm đó, phải thấy sâu được cái điều này, để không có cái khoảnh khắc nào chúng ta có thể buông lơi được cái việc phá vỡ sinh tử. Thấy sâu về cái việc sinh tử như vậy, để mình có một chút ý niệm tu tập. Chư Tổ nói hết lời, chư Phật cũng nói hết lời rồi. Bây giờ chúng ta cũng đã học nhiều cái chuyện này lắm rồi, nhưng mà lúc đầu thì cảm giác nghe nó có một cái gì đó giống như bị chấn động, nghe riết nó thành quen, nhắc đi những lời nó thành thừa, thì mình rõ ràng là mình bị chai rồi. Thấy chưa? Chúng ta phải làm sao cho tâm chúng ta mềm mại lại, để chúng ta phải bị chấn động với những cái lời thật về cái chuyện tu tập này, để chúng ta phải ý thức một cách mãnh liệt. Không nói chuyện ngày đêm nữa, đừng có nói chuyện xa vời, mà nói cái chuyện ngay tại đây chúng ta phải sống cho được. Gần như là lúc nào chúng ta cũng cần một cái khoảng hư không để thở, đúng không? Khoảnh khắc nào ta cũng cần có một khoảng hư không để thở, thì khoảnh khắc nào chúng ta cũng cần một cái khoảng để dẹp hết tất cả nghiệp tập, chúng ta sống được một cái đời sống bình an. Phải thề với lòng là phải làm cho được điều này. Phải hứa trước Tam Bảo là con phải sống được những cái khoảnh khắc bình an ngay tại đây. Phải dẹp hết tất cả mọi cái xung quanh, để chúng ta thở được hơi thở của một cái người đầy tỉnh thức trong khoảnh khắc này. Nói chuyện chút nhập định, nói chuyện dư, nói chuyện một khoảnh khắc sau là nói chuyện thừa. Người tu không được quyền hứa hẹn bất kỳ một cái điều gì nữa hết. Người tu là một người rất thật, sống trong những cái khoảnh khắc thật này. Chúng ta phải thể hiện được một đời sống trong linh dũng mãnh của mình, phải quyết liệt đối với sanh tử ngay tại đây, chứ không nói chuyện chút nữa. Không có hẹn, không có hò, không có nói chuyện chút nữa để tu nhận được cái pháp gì để chút sống, không có chuyện này. Chúng ta đừng bao giờ để cuộc đời chúng ta trôi qua cái kiểu đó nữa. Chúng ta đã hò hẹn quá nhiều rồi, phải không? Thất hứa gì ngoài thì ít, nhưng mà thất hứa với chính bản thân mình hàng tỷ tỷ lần rồi. Mình dễ tha thứ mà lắm. Đối với mình thì quá dễ dãi, đối với thiên hạ thì mình quá gắt gao. Người ta sai với mình chút hả, nhớ cả đời không quên. Nhưng mà mình thì nếu thiệt á, nếu mà ngồi mà nghiệm lại thì mình đã sai với chính bản thân mình, khó có thể buông tha được. Nhưng mà chưa bao giờ mình nghiêm khắc với chính mình trong cái việc sai phạm. Mình nghĩ bậy, mình thấy nó thường lắm. Nhưng mà người ta nói bậy, cái mình bắt bẻ. Ngồi thiền cả một tiếng đồng hồ, toàn là cái chuyện linh tinh.
Nhưng mà lúc bao giờ mình nghiêm khắc với mình thấy là mình là cái người đang tu, mình không được vọng động, mình không được vọng hướng, mình không được tham cầu, mình không thấy chuyện đó. Nhưng mà nghe ai nói có cái chuyện là tôi cảm thấy, tôi thấy xe người ta chạy ngang đẹp quá, tôi thích quá, cái bắt đầu chê người ta, người tu hành gì mà khởi niệm tham, là thấy xe đẹp, thấy áo đẹp, thích tùm lum, chê người ta thì giỏi mà tại sao không dám chê mình. Rồi chuyện xảy ra thì hỏi, ví dụ như làm hư chuyện gì thì nói là tại lý do này, tại lý do kia, tại lý do nọ, chứ chưa bao giờ nói là cái chuyện đó là tại con, không có. Chưa bao giờ nghe một tiếng nói thật lòng đó là tại con không có đủ cái tỉnh giác, con không có đủ cái trí tuệ, con không đủ kinh nghiệm cho nên con làm sai điều đó hết. Toàn là người khác sai cho mình là lúc nào cũng đúng. Đó là một chuyện rất là kỳ. Do đó mình không có đủ cái tỉnh. Một người đủ cái tỉnh, chúng tôi nói từ trước đến giờ, ví dụ như bây giờ nè nha, nếu mình thực sự nghiêm túc trong công phu thì bây giờ tôi bước 3 bước, nhưng mà bước thứ nhất tôi đã có một cái gì đó lệch lạc trong tâm của mình. Mình không làm chủ, mình không tỉnh giác, mình có một cái khởi nghĩ, có một cái sự hiểu biết sai lầm, có một cái nhận định không đúng đắn, đứng lại đó không được đi nữa. Đứng một cách nghiêm túc với chính mình ngay tại đây đi, xử cái tâm hư đốn của mình ngay tại đây đi, để mà hoàn toàn tĩnh lặng trở lại mới được bước đi. Còn không đứng giữa trời đó đi, có mưa, có gió, có nắng, có đói, có rét, cũng phải đứng đó cho chính mình một lần thử coi. Nhưng mà mình không có làm được điều này, lỡ bắt chân ngồi kiết già lên, mình có cái vọng động bậy bạ là phải ngồi cho tới chừng nào mà cái chân này nó đau không chịu nổi, để giải quyết cho hết những cái vọng động đó giùm cái đi. Mình chưa từng làm điều này. Ngồi kiết già đi, mình cũng không làm điều này. Đừng nói là cái chuyện đi ngoài đường, thì làm sao mà nói tới cái chuyện tu tập. Bây giờ đắp y lên trước hoàng Phật, mình có tam nghiệp thật sự thanh tịnh trước cái chánh điện chưa? Chưa. Phải nói thiệt là chưa. Không có mấy người đủ cái tam nghiệp thanh tịnh hết á. Cái thân thì nó trang nghiêm do cái tướng áo của Như Lai, cái miệng thì tụng thời kinh, nhưng mà cái đầu thì lung tung lang tang. Cho nên nếu mà lại Phật một lại mà tâm không thanh tịnh là ghìm cái đầu đó xuống, cho nó cất lên, quỳ hoài luôn từ ngày này qua tới ngày kia, dùng cái đi, chừng nào nó sạch hết ba cái lung tung rồi mới cho đứng lên một cái. Đói bụng khát hay là tê chân hay đau giò hay gì đó là phải quỳ ở đó mà ghìm đầu xuống, làm sao cho mi hết những cái lăng xăng lộn xộn nữa. Chính mình thử đi. Chúng ta phải thực sự nghiêm khắc với mình trong những cái hành động sống, để mình đưa mình vào công phu một cách thực thụ. Chứ chúng ta chưa bao giờ ép mình vô công phu cái kiểu nào hết trơn. Ngồi kiết già thì có, ngồi 1 tiếng 2 tiếng hồi thì có, nhưng mà gọi là ghép mình vào công phu thì chưa. Cho nên ở đây á, từ trước giờ chúng tôi nói là ở đây là chỉ là những cái bước đầu chúng tôi tập cho quý vị làm quen. Nhưng mà tới hồi công phu thiệt các quý vị mới thấy rõ ràng là phải công phu. Chúng ta phải gài bằng đủ cách để chúng ta lọt vào cái tình huống công phu chuyên môn thật sự. Đó, đi nếu mà thất niệm là phải đứng giữa trời đó. Đứng cho tới khi nào mình thật sự tỉnh. Giữa trời dù nắng, dù mưa, dù đói, dù rét gì đó, mình cũng phải trị mình cho được chứ. Nếu mình không có trị mình được thì mình nói chuyện gì tu tập. Ngồi đó mà vọng khởi hả? Nếu mà vọng khởi thì ngồi hoài không thèm đứng dậy. Thử coi mà dám vọng nó không. Mình phải nghiêm khắc với mình trong tất cả những cái tình huống đó. Bây giờ chuẩn bị tới giờ cơm phải không? Trên đường đi lên cái quá đường, nửa đường có rỡ vọng tưởng, đứng ngoài đường nó không cho bước vô quả đường, cho mày đói ở tại đây nè, không có được bước vô. Cho tới khi nào tâm thực sự thanh tịnh bước vô quả đường, ăn cơm đàn na tính thí, còn không đứng hoài ngoài trời đi. Cho mà đói một vài trận cho biết cái mùi vọng động. Thì như vậy mình mới giải quyết được những cái gì của mình. Mình thể hiện sự quyết liệt với chính mình một vài lần, phải nghiêm khắc với chính mình bằng những cái thấy biết đạo lý đó, được gọi là tu á. Chứ bây giờ mình tu cái gì? Những cái tu tập đó toàn là nói mép. Cho nên rồi cuối đời mình cũng chẳng có được cái gì. Có những người tu cả đời theo thời khóa, nhưng rồi tới già sao thần kinh hư, tới già bệnh tật, tới già mù mịt, tới phút chết không còn đủ bình tĩnh. Tại vì từ đây mình nói mình tu là mình nói trên miệng thôi, chứ mình chưa thực sự tu. Kiếm được một người tu mà quyết liệt 5 phút thôi á, là coi chừng đã phá vỡ sanh tử này á.
Nhưng mà mình nói vậy cái người ta chửi nó cả đời, tôi ăn chay, tôi niệm Phật, tôi khổ hạnh, tôi này nọ, đi chân trần ở đầu đội trời, chân đạp đất rồi. Rồi ban đêm mà tôi ngủ ngồi, tôi không dám nằm, mà nói tôi không tu là sao? Tôi hỏi tu là cái gì nữa, con nghe đi. Tu như thế nào, ngồi ngay tại đây là tu như thế nào nè, nói đi. Nói cái kinh nghiệm ngay cái khoảnh khắc đang ngồi này nè. Nói cho ra được cái kinh nghiệm tu tập đó thì mới thực sự là người tu, chứ đừng nói là tu lâu. Không cần phải kể mấy chục năm mà phải nói cho được ngay cái giờ này đang tu như thế nào, đang sống như thế nào cho phù hợp với chân lý, cho đúng với chánh pháp. Đó mới thật sự là ta tu. Đừng nói chuyện dư thừa. Cho nên nếu mà có duyên quý vị dự cái lớp mà chuyên tu thì dứt khoát là cái đầu mình cũng không được dư, chứ đừng nói là cái lời không được dư với tôi. Đã bắt đầu vào khóa tu tập là nó phải quyết liệt, phải khép mình vào tất cả những cái gì đó được gọi là công phu. Cái đầu không được quyền nghĩ dư một ý niệm, chứ không phải là nói cái miệng nữa. Miệng mình không nói lời thừa là cái chuyện thường rồi, nhưng mà đi vào công phu là dứt khoát chúng ta phải như vậy. Để thấy rằng chúng ta phải mài mò, chúng ta phải ghép mình thực sự vào cái chuyện tu hành trong đời này. Và được như vậy, quý vị chỉ cần một lần xé dẹt được nghiệp tập để mình sống hoàn toàn tỉnh táo trong Phật đạo rồi, quý vị mới thấy giá trị của đạo Phật là cái gì. Chứ nếu không, chúng ta là cái người đi lòng vòng lẩn quẩn đi bên ngoài, và có nói hay nói giỏi đi nữa cũng là cái chuyện của tâm thức, chứ không phải là cái chuyện của chuyên môn. Chuyện chuyên môn hoàn toàn khác với tất cả những cái mà chúng ta đang hiểu. Nếu ngồi ngay tại đây mà có ai đủ lực để có thể xé dẹt được nghiệp tập, bao nhiêu cái kiến thức thấy biết của mình từ trước bây giờ, bao nhiêu cái hiểu của mình từ trước đến giờ, những cái mà mình cho là đúng, những cái là mình cho là hay, những cái mà mình cho là phải, để có thể mình nhận định những cái xung quanh là như thế này, là như thế kia, là như thế nọ của mình, mình thấy đó là lỗi lầm thật sự chưa? Những cái là mình đã từng chứng, những cái mình đã từng đắc, những cái mình đã từng hiểu, mình đã thực sự thấy nó là lỗi lầm chưa? Và mình đủ lực để có thể dẹp hết tất cả những hiểu biết từ trước giờ của mình chưa? Để mình hoàn toàn là mình không có quá khứ, hiện tại, vị lai, không có kiến thức, không có không gian, không có thời gian ngay khoảnh khắc này nổi chưa? Chúng ta không có đủ sức làm điều này thì chúng ta không phải là cái người thật tu. Phải nói một câu như vậy, mít lòng. Một câu mến lòng. Nếu chúng ta là người thật tu thì không dựa nương bất kỳ một cái gì, dù là một kiến thức của ai, trong khoảnh khắc này chúng ta phải quyết liệt để mà đứng được trong mảnh đất của chính mình. Mình giữa trời không có ai nương tựa, và phải quyết liệt không được quyền nương tựa với bất kỳ ai. Phật tổ không muốn mình nương tựa đâu, và không ai muốn cho mình tựa nương cả. Cho nên chúng ta phải độc lập, tự chủ, lập lại cái vị trí độc lập của riêng mình. Không hề có bất kỳ một kiến thức, không hề có bất kỳ một hiểu biết nào ngay khoảnh khắc này. Những cái vọng hướng quá khứ, vị lai không cần thiết trong khoảnh khắc này. Và chúng ta phải sống từng khoảnh khắc không quá khứ, hiện tại, vị lai mới được. Chứ thôi là ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Nghiệp lôi bên trái thì chúng ta qua bên trái, nghiệp lôi bên phải thì chúng ta qua bên phải. Đang ngồi đây cái nhớ tới người bạn mình ngày hôm qua, mình muốn nói một câu gì mình chưa nói, cái chạy đi kiếm. Đang ngồi thiền, đang ăn cơm, tôi tưởng đâu ma rượt hay gì mà chạy đi kiếm một cái chuyện muốn nói gì đó thôi. Nhưng mà chuyện cũng chẳng có cần thiết gì, chuyện mà tám nó không, không quan trọng gì, nhưng mà tám khúc rồi mình quên. Cho nên ngồi yên yên cái mình nhớ cái khúc tám ngày hôm qua mình chưa tám hết, chạy đi tám tiếp. Chứ không có gì quan trọng, phải là cái chuyện giải quyết sanh tử, phải chi mà cái chuyện sanh tử mà quyết liệt chạy đi kiếm, vậy là tôi mừng biết mấy. Nhưng mà không phải cái chuyện dư thừa, nói chuyện mất thời gian làm động tâm người khác nữa, chứ chẳng có lợi ích gì vậy mà đi kiếm nhau để nói. Thì vậy là chúng ta cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn qua ngày, qua buổi, qua tháng, qua năm, thật là uổng phí. Uổng phí cái gì? Đầu tiên là chúng ta uổng phí cái thọ mạng của mình cái đó. Rõ ràng là từng khoảnh khắc là thọ mạng, mỗi tiêu hao, mỗi tổn giảm, tuổi tác, già nua đi, sức lực yếu xuống, đầu óc mù mờ, nghiệp tập thì lại dày thêm. Chúng ta có thấy không? Mình có tự thấy rằng một ngày trôi qua là mình dày thêm một phần nghiệp tập không? Hay là mỏng? Chúng ta thực sự thấy mỏng hay là thấy dày? Thực sự chúng ta qua một tiếng đồng hồ mình phá được bao nhiêu cái tầng vọng tưởng rồi? Mình làm chủ được bao nhiêu nghiệp tập xảy ra nơi tâm mình?
và mình dành cho mình ở mảnh đất bình an, yên ổn, thanh tịnh, sáng suốt của mình được bao nhiêu giây trong một tiếng vừa qua? Chúng ta có bao giờ mình đặt lại câu hỏi đó cho chính mình không? Nó tu thì chúng ta phải thực sự đối diện với chính mình bằng tất cả những cái chuyện này. Nếu mà ngày này, hôm nay nó cho mình, bây giờ mình ra một cái nghị quyết riêng cho mình đi. Nói theo kiểu cái từ thời đại là chúng ta phải ra nghị quyết riêng cho mình đi. Nhưng mà thực sự chúng ta phải quyết liệt đặt cho mình trong một cái tình huống là bây giờ này nha. Nếu đêm nay mà tôi tu không được thì sáng mai tôi thề là tôi không bước xuống cái nhà ăn để tôi ăn. Và nếu bây giờ từ sáng tới trưa mà tôi không được nữa là trưa khỏi ăn cơm. Trưa tới chiều mà tôi không được, chiều khỏi ăn cơm. Chiều tới tối tôi không được là thề không nằm xuống giường, phải ngồi nữa. Chúng ta có dám làm vậy không? Không dám, chưa từng. Và nếu mà không có quyết liệt như vậy thì mình giải quyết được cái gì? Tất cả những cái sức lực mà còn trẻ, chúng ta có thể dồn hết vào công phu của mình để phá vỡ sanh tử. Chứ để già nua rồi khó lắm. Lực bất tòng tâm rồi, bây giờ muốn ngồi hồi cái lưng nó đau, muốn để Phật lại không nổi thì vậy là thua. Nhưng mà cái quan trọng là tuổi già, cái đầu của mình nó không, thần kinh của mình không còn vững nữa. Thần kinh của mình khó vững cái tuổi già lắm, không có mấy người. Từ 50 trở lên là bắt đầu suy yếu, không có đủ một cái nhạy bén tinh tế. Mà đối với cái đạo mà đi sâu, chúng ta mới thấy rằng cái sự nhạy bén tinh tế là rất cần thiết. Ví dụ như bây giờ có khởi một ý niệm, bây giờ mình có thể ngăn chặn được, mình có thể dừng được cái nghiệp xấu ác của mình đang xảy ra nơi tâm trong lúc tuổi chúng ta còn trẻ. Nhưng tuổi già khó lắm. Chúng ta chặn còn không được, còn đem đi ra ngoài nói hả, nói nhảm nữa. Tuổi 60 trở lên nói chuyện, nói tới, nói lui hoài. Tại vì đâu có chuyện gì đâu, nó toàn là cái chuyện quá khứ. Mà chuyện quá khứ nói rồi cái mình cũng quên đi, cái mình quay lại mình nói nữa. Có nghĩa chuyện ăn cơm nói 8 lần trong vòng 5 phút mình thua rồi, kể như là thua. Đó là cái điều mà cái người tu tập chúng ta phải thấy. Đến một cái lúc mà chúng ta không còn lực để có thể làm chủ được mình rồi thì sanh tử chấp nhận xui tài. Nghiệp nó lôi kiểu nào là chúng ta sẽ đi theo cái kiểu đó. Thì cuộc đời chúng ta coi như xong rồi. Đời này là xong chúng ta không nói, nhưng mà nghiệp lôi đời sau chưa chắc được như đời này. Nếu như đời sau chúng ta còn bình tĩnh như bây giờ, chúng ta đủ đầu để chúng ta có thể, đủ trí để chúng ta có thể học đạo á, thì chúng ta cũng mừng đi nha. Nhưng mà ai ký giấy cái điều này, ai chắc? Chúng ta vẫn chưa chắc mà, đúng không? Chúng ta chưa chắc là đời sau chúng ta được tỉnh táo như bây giờ. Cho nên có cái miệng thì lựa cái lời đàng hoàng để mà nói, ngọt ngào để nói để mà đời sau còn miệng có thể nói được. Có lỗ tai chúng ta phải dành để nghe được cái điều gì đúng với chánh pháp, để có thể khai mở trí tuệ thăng tiến tâm linh của mình thì nghe, chứ đừng nghe những cái chuyện mà để đời sau có lỗ tai không nghe được. Có con mắt chúng ta phải nhìn cái gì cho nó phù hợp với chân lý, phù hợp với chánh pháp á, chúng ta đừng có phớt lờ với chân lý, phớt lờ chánh pháp, đời sau có mắt có chừng không thấy. Nhưng mà có người không quý cái này, có cái miệng nói lung tung lang thang, có khi phạm thượng phạm thánh thần đủ thứ. Chúng ta không có gìn giữ được ba nghiệp của mình thực sự thanh tịnh để nó thăng tiến, nó thăng qua tâm linh của mình cho đời sau, chúng ta là mất đi cái quý đó rồi. Cho nên cái người tu là chúng ta phải hết sức dè dặt để gìn giữ được ba nghiệp của mình tốt nhất. Nhưng mà cái điều mà chúng ta muốn nhắc nhở với nhau là không nên hẹn. Đừng bao giờ hẹn hò. Người bạc nhược mới có hẹn hò. Người hẹn hò là người không làm. Không làm mới hứa. Làm là người ta bắt tay vào việc chúng ta làm liền. Tu là ngay tại đây chứ không nói một chút nữa. Đó là người quyết tu. Còn người nói một chút nữa là người không có tu. Chạy hả, từ đất Nam qua tới đất Bắc, từ nước này qua tới nước kia đi cầu thầy học đạo, cầu minh sư, mà ngay nơi mình đang đứng mình không chịu làm gì để cho mình đứng một cách tỉnh táo, đứng một cách đàng hoàng, đứng một cách sáng suốt. Không có. Cứ nghĩ là gặp được ông Phật là mình sẽ ngộ đạo, gặp được ông Tổ là mình sẽ thành tựu công phu, mình gặp được một người nổi tiếng là mình sẽ được cái gì đó. Cho nên hướng tâm hết người này tới người kia, không đủ bình tĩnh để ngồi lại thấy được chính mình, để phá vỡ cái nghiệp tập ngang ngay cái phút giây mình đang ở đây nè.
Đó mới là cái chính. Người thực tế là phải giải quyết sự việc ngay tại đây và bây giờ. Còn người mộng mơ thì chúng ta không bàn. Và chúng ta đừng bao giờ rớt vào cái cõi mộng đó. Chúng ta đừng có bao giờ ăn cái bánh vẽ to tướng là chút nữa mình sẽ được cái gì. Và ở đây chưa ai đủ thần thông để biết rằng tiếng đồng hồ sau mình thành cái gì mà, đúng không? Cho nên là đừng đặt vấn đề một chút nữa. Nếu mình thực sự đủ thần thông để biết rằng phút sau mình sẽ là ai, rồi 2 phút sau mình sẽ thành cái gì, rồi 2 tiếng đồng hồ sau mình thành cái gì, 2 ngày sau mình sẽ ra làm sao, thì được quyền hẹn. Nhưng mà đây ai biết điều đó đâu? Có ai biết không? Không biết thì đừng có hẹn, không biết là làm liền. Không, tu tập là chúng ta phải thực tế thực dụng hiện tiền. Đó, đó là tất cả những cái tâm quyết mà chư tổ mới gửi gắm tới mình. Chúng ta phải tu tập làm sao để thấy rằng là chúng ta không hề hổ thẹn trong những phút giây mà đã xảy ra trong cuộc đời của mình. Trong ngày hôm nay, không có hổ thẹn đối với Phật tổ. Dù chư thiên có bám theo sát tới chân mình trong 24/54 nữa là cái gì, tôi cũng cảm giác là tôi không hổ thẹn với ông. Tại vì 24/54 này tôi chưa rời công phu. Mấy ông có muốn chê trách tôi, mấy ông kiếm đường không có ra để mà chê đâu. Dù tôi nằm chơi hoặc là tôi ngồi chơi đi nữa, tôi cũng không rời công phu. Tôi bận rộn hoặc là tôi rảnh rang, tôi cũng không rời công phu. Tôi thức và tôi ngủ, tôi không rời công phu. Đó mới là cái người thật tu. Còn nếu không là thua. Chúng ta bị lướt qua một giây là giây khác chúng ta mù mịt tiếp nối. Đó là cái kỳ của tâm thức mà chúng ta phải hiểu. Một cái sự bệnh hoạn của tâm thức nó luôn luôn đi theo lối mòn cũ, cho nó không bao giờ chịu bứt phá. Làm sao mà êm ái, nhẹ nhàng, dễ chịu và dễ ngủ thì làm. Không? Có một cái gì khó khăn, có một cái gì bức bách, có một cái gì mà tỉnh táo để đi vào giấc ngủ trong đêm không được là mình thấy mình khó chịu lắm. Rất là nhiều người tu nói thầy ơi con bệnh mất ngủ, mình cũng nói chơi mà nữa chơi nữa thiệt. Tôi nói là trời ơi có thời gian mất ngủ là quý lắm á. Hỏi sao quý, thầy là dư thời gian để tu tập chứ ban đêm mà thức dậy không nổi để tu mới là đáng sợ. Chứ còn ban đêm mà tỉnh táo để tu thì quá sướng cho cuộc đời của mình rồi. Chứ người tu không có than mất ngủ, mà than là lỡ con ngu quá cho nên con ngủ nhiều thì đáng lại đáng rầy, chứ còn mất ngủ không có gì đáng lo. Càng tỉnh chừng nào về đêm là càng nhiều thời gian công phu chừng đó là đúng. Nếu là chúng ta có cái tâm quyết tu hành. Nhiều khi mình muốn tỉnh mình tỉnh không nổi, cái đầu mình nó cứ mù mù mờ mờ hoài thì điều đó là điều đáng lo. Đó cho nên là chúng ta phải dành tất cả thời gian trong cuộc sống cho việc công phu tu tập. Nếu mình là cái người thật sự quyết phá sinh tử ngay trong đời này. Còn nếu mà chúng ta lơ thơ lững thững qua ngày thì thôi chịu, những người này chúng ta không bàn. Đó, cho nên là với ngày, ngày nói là thì giờ quá quý tiếc, đáng tiếc mà sao chẳng lo cầu tiến tu Phật đạo. Rõ ràng là chúng ta không có lo điều này. Và luống hao của tính thí, luống hao tính thí là một cái roi nhẹ lắm. Phải là phí uổng cái thọ mạng của mình, phí uổng cái trí tuệ của mình, đã phá vỡ cái bốn quý của mình. Phải nói tới chỗ đó, đó chúng ta phải ý thức được. Rõ ràng là chúng ta phá vỡ cái bốn quý giá cái mạng sống này. Chúng ta phá vỡ cái công lực đang có của mình. Chúng ta phá vỡ trí huệ của mình. Chúng ta làm sụp đổ cái mạng sống này với những cái tâm lười mỏi của mình. Chúng ta phải thấy được những cái điều này. Chúng ta không đủ tỉnh giác để có thể nhận ra được cái sự thật đang có hiện tiền mới mẻ, thanh tịnh, sáng suốt, nhiệm màu, tự do, tự tại của chính mình ngay cái khoảnh khắc này, là chúng ta đã quá phí uổng cái thời gian Phật đang hiện ở đây. Chúng ta không chung sống với Phật mà chúng ta chung sống với nghiệp tập. Chúng ta phải thấy rằng chúng ta đã quá phí phạm những cái thời giờ vàng bạc quý báu đang có ngay khoảnh khắc này. Thì bây giờ là chúng ta phải hết sức trân quý những cái khoảnh khắc này để chúng ta được sống chung sống với Phật. Chúng ta phải yên ở trong ngôi nhà tam bảo của mình. Phải được cái gì? Yên ở nhà tam bảo là gì? Là sự tỉnh sáng của chúng ta. Yên ở trong ngôi nhà pháp bảo là gì? Là cái trí tuệ nhiệm màu của mình để thấu suốt tất cả những nghiệp tập.
Duyên ở trong nhà Tăng Bảo là sự hòa hợp không bao giờ lỗi nhịp trong cái đời sống này. Sự thanh tịnh sáng suốt hiện tiền đang có với mình là chúng ta đang ở trong ngôi nhà Tam Bảo. Đó, ít ra chúng ta phải thể hiện cái công lực tu hành đó một chút. Chúng tôi nói là một chút thôi. Quý vị mà tranh thủ trong đời mình được một lần như vậy với tôi trong một phút thôi, thì mới thấy rõ ràng là tu là một cái gì đó nó quý giá, không còn ngôn ngữ nào có thể nói được. Còn không, chúng ta thấy việc tu là một cái gì đó, nó là khó khổ, nó là ngán ngẩm, nó là gì khiến chúng ta không hòa nhập được. Tranh thủ trong đời mình một lần dùm đi. Đây là một điều phải nói là khẩn thiết kêu cầu. Khẩn thiết kêu cầu. Chúng ta mong tất cả những người tu tranh thủ xé dẹt nghiệp tập ngay một khoảnh khắc thôi. Thì giá trị Phật đạo nó sẽ lộ bài ra để chúng ta thấy rằng rõ ràng là Phật tổ nói chưa bao giờ dối gạt mình. Chúng ta mới thấy rõ ràng là Đức Phật là một cái người tuyệt vời, nói lên một cái sự thật an ổn, thanh tịnh, quý giá, vô ngần. Không có gì có thể so sánh được nữa. Và trần gian này hết, một dấu chấm hết. Còn nếu không á, chúng ta cũng còn mơ màng lắm ha. Bữa nay thì thấy cái chuyện tu nó cũng được một chút, thấy cũng thích một chút, nhưng ngày mai có một cái gì đó nó gợi cho mình cái tham tâm của mình khởi ra để mình thấy mình sẽ sắp sửa được cái gì đó, sắp sửa được cái nhà đẹp, sắp sửa được cái danh vọng gì đó, sắp sửa có tiền nhiều, sắp sửa mình sẽ có được cái chỗ ăn ngon, sắp sửa mình có được cái chỗ ngủ ngon cái gì đó, cái bắt đầu mơ mơ màng màng chờ đợi. Người tu mình nó mong chờ cái gì? Được những cái đó rồi mình được cái gì sau đó mình có hỏi mình không? Ví dụ như bây giờ được tiền nhiều quá rồi, sau khi mình có tiền nhiều quá mình sẽ được cái gì? Mình có đặt lại chưa? Chưa. Đồng tiền có thể mua mình trong cái khoảnh khắc lâm chung không? Lúc mình thở ra mình không hít vô một đống vàng nó có thể mua được để mình sống thêm một giây không? Không mua được. Chúng ta phải thấy tới cái chuyện này để mình đừng có ham hố những cái chuyện không cần thiết. Tiền không có mua được cái thọ mạng đâu. Nó có thể là phương tiện để giải quyết cái gì trong cuộc sống thôi. Thì như vậy là phải đặt nó trong tình huống phụ, cho nó không phải là chuyện chính của cái người tu. Chúng ta phải xác lập cái việc chính mình là cái gì trong cái cuộc sống này. Việc gì chính cần làm, việc gì phụ, phải đặt vị trí phụ. Chứ nếu không, chúng ta sẽ sống mất thời gian thực sự cho cả đời này của mình.